rồi phim đã lông, làm sao giao được bà tương vùng hay. Tiếp gợi niềm đau mà dồn lệ ly tình, trong thành tây máu dùi hoang dặm, lòng thiếp hại hồn theo tiếng trong ta. Thank you.
chinh sao chinh, để cho mẹ hiền được yên tâm mà gấp của mẹ kính yêu trong giây phút sao cùng. Kể từ hôm nay mình đang chia tay còn gì đâu ngày xưa ấy, lòng thương nhớ càng ta xót thôi, nói chi phụ chia ly cha đang buồn cha đang sầu dù mình chung quê. Vòng tay hững hờ chưa khép tròn vòng tay, trong khói thuốc trần tay tình tôi có nhỏ phai đã lâu rồi, bởi mưa vô tình lọt qua khe vách lạnh đêm này còn lạnh biết bao. Tôi ru giấc ngủ say trời xa. Mẹ ơi có biết con bây giờ quá đỗi nhớ thương, âm dương cách biệt đôi đường, làm sao con được tựa nương mẹ hiền. Mẹ là điểm tựa thiêng liêng cho con chập chững bước đi trong đời. Dẫu biết rằng không sao tránh được câu tự biệt sanh ly, nhưng lần ra đi này không bao giờ gặp lại. Có gặp nhau chăng chỉ còn trong giấc mộng, như khi tình giấc rồi con biết tìm mẹ ở nơi đâu. Xài luôn, xài luôn. Mấy em đợi anh mệt luôn rồi đó. Nhưng rằm tháng 7 không chỉ là ngày báo ân mẹ, mà còn có phần hiếu thảo dành để cho cha. Nên mùa du lan ngoài bông hồng cài áo tượng trưng cho mẹ, nhiều nơi buộc thêm vải nơ để tỏ lòng thương nghĩ đến cha. Cha mất nơ trắng, cha còn nơ xanh, cha mẹ sống còn thì cài hoa hồng nơ xanh. Mẹ cha đều mất thì cài hoa để lòng trả yêu mẹ cha, mà trả yêu nên nhớ là không bao giờ đôi. Tình cha mẹ cho con chứ không phải là giấy mượn, nên không thể gọi là cha đủ hay dư. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái gì mà kể lể. Còn cơm đó ăn hay không là tùy ý. Ăn à, xin chào mấy ba lương quân lòng đều đây có đất trời chân gian để muốn nhờ trái cà tiêu và tô cơm ấm đây gửi lương quân vào cơm sân đình châu long hiền đây dừng lấy ta được ngày hôm nay nhờ ơn tay tạo của lưu bình cho nên bằng tiền giao mạc cá giống quán gấm đầu làng ấy chuyện thần thư đã sâu quán gấm đầu làng ấy chuyện xưa rất xa xưa tình ta ngồi hà một lòng rồi mai cần giữ đèn xanh tình ta ngồi hà Tuy hai là một mà Vinh đệ mà à. Đúng rồi. Dương lễ luôn mời con Phong Hoàng mời con Hoàng trước nha. Quân dạ hãy giam cổ Thạch Xuyên vào ngục tối để rạng sáng ngày mai đưa Thế Kiều về Mông Cổ. Không, em không về Mông Cổ, em không về Mông Cổ. Nếu em không về Mông Cổ thì tên má phu này sẽ chịu cực hình kinh khiếp nhất. Cô Thạch Xuyên nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì xin tiểu thơ hãy về lại với quê. Thank you.
người lên cao. Em hãy lo thu xếp lên đường, mai mốt đây khi trần chiến tàn, anh sẽ về bên em sẽ mang quà về riêng tặng cho em. Đường quang sáng còn xa xăm dịu dời, ngựa chồn chẳng đáng hí trộn bên ngoài. Một người xa lạ mà chị đã yêu rồi à? Anh chú xa yêu nhau là có tội phải không anh? Không, thiên kiều ơi, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu nay anh mấp mà mà giờ đây đã muốn mạng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chất trong tuổi còn thơ ấu, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì, anh đã buồn đã cố vì ai. Khắc thiên kiều
mất một cái gì yêu quý. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người xây đắp mộ cho anh. Thiên Kiều, anh muốn nói là anh đã, anh đã yêu em. Tại tại sao anh lại nói vậy? Tại sao anh dám yêu em cái ruột của anh? Anh đi rồi phải không? Có phải anh đi rồi phải không? Phải, anh đã điên gì mười mấy năm qua anh muốn nói yêu em mà chưa một lần dám nói, thì đây đến hôm nay không còn gì nữa cả khi em đã dám chân lên bồi xóa một thiên đường. Gió tướng kêu hùng đã từng ngang dọc, mà đến giờ này phải khổ lưỡi chỉ yêu. Anh nói ra đây là nỗi lòng thầm kín rồi thiên thu, anh cầm nắng em lời. Trời ơi, tại sao lại anh lại yêu một đứa em cùng chung máu thịt? Anh đã điên rồi. Nghệ sĩ Đào Dụ Thanh, Tô Thạch Xuyên, Mai Phương Thảo, Cháu Quýt Cường cùng tất cả các em xin được cảm ơn gia đình. Cảm ơn quý vị ơi, giờ đã quá khuya. Nghệ sĩ chúng em xin phép ra về kia, bàn dưới còn một bình bông. Là những ngày dỗ bà nói.